kem trị nám tàn nhang Clobetamil-G đang rất được nhiều chị em tin vui nhiều lắm, vì nhiều chị em đã xài và hết nám nhanh, không những thế da lại trắng đẹp và mịn màng hơn rất nhiều. Khi bị nám da thì ai cũng buồn và mất hẳn tự tin nhiều. Vì mỗi lần soi gương lại cứ nhìn thấy những vết nám nhem nhuốc trên mặt, có trang điểm kỹ mấy thì cũng không che hết được. Và không phải loại kem nào cũng đều phù hợp với da của bạn, nên đôi khi bạn cần phải thử, để tìm cho ra loại mà bạn xài lên da hợp thì mới hết nám và tàn nhang được. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tại sao bạn phải mua hàng chính hãng? Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả trị nám tàn nhang tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong kem Clobetamil-G có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, giúp cho da trị nám tàn nhang trắng mịn hồng hào, để bạn có thể tự tin ra đường, mà không cần phải trang điểm để che giấu những đốm nám. Các thành phần trong kem chính hãng không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác như kích ứng da hay nổi mụn. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về mua kem trị nám Clobetamil-G ở đâu. Kem trị nám Clobetamil-G hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Clobetamil-G hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.